Xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu với các bác một dòng DSP vang số giá tầm trung thôi. Hôm nay giá hiện tại bên em đang bán là 3,5 triệu. Thì vang số mà có giải mã cáp quang em sẽ tặng theo dây cáp quang này cho các bác về cắm vào là dùng luôn. Dây để hai đầu đều được bọc một cái miếng cao su để bảo vệ cái nõi. Đấy. Các bác về thì chỉ rút ra xong cắm vào là xong thôi. Rồi. Thì đây bây giờ em sẽ mở ra cho các bác xem là vang số hôm nay là có cái mẫu gì nhá. Cái này thì vỏ hơi cũ tí. Rồi. Cái này là em lát nữa phải đi nắp rồi nên là tranh thủ review được mấy phút thôi. Thì đây là hướng dẫn sử dụng, đó là Digital Audio Pesotimax hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đấy, một thứ tiếng đạt tiêu chuẩn của quốc tế này các bác nhìn này. Đấy. Em chưa thấy cái vang số nào mà nó hướng dẫn nó chi tiết đến mức này các bác này. Đấy. Chưa thấy luôn. Đấy. Rồi. Cái này hôm qua lên công ty em test thử trên đấy rất là ok rồi, xong bắt đầu mang về. Mang về tính là quay trong đêm nhưng mà ánh sáng nó tối quá. Thế bây giờ là tranh thủ một tí là phải đi. Đấy, hướng dẫn sử dụng các bác nhìn nó dày đặc này. Đấy. Rất là chi tiết mà ít đi cái vang số nào mà bán trên thị trường này có cái quyển hướng dẫn nó to kinh khủng khiếp như này. Rồi ok. Vừa rồi là hướng dẫn sử dụng các bác nhá. Đây là cái này là phiếu gì đây, cái này chắc là mấy ông làm nghịch rách một góc phí quá. Rồi, không sao cả, chắc là chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thì sản phẩm em bán thì có tặng theo đầy đủ những thiết bị như sau, những phụ kiện như sau: dây cắm tín hiệu từ vang số xuống cục đẩy này, dây hai đầu Canon cắm vào nhau này. Đấy, rồi có dây USB kết nối với máy tính, có dây nguồn tặng theo, có đĩa phần mềm tặng theo nhưng quên để cái đĩa trên Hà Nội rồi, chán quá. Đây vang số đây các bác ơi, đây là cái vang số, gió quá, gió to thế không biết. Có tặng theo một điều khiển để các bác tùy chỉnh các mốt chế độ xong bấm từ xa này, rất là tiện lợi luôn. Đây là cái mặt form của cái vang số này các bác này. Đấy. Kiếp nặng thế. Đây cái vang thôi sao nó nặng thế nhỉ. Rồi ok. Đây em sẽ nhấc cái ra. Trong đây còn một cái phiếu nữa này. Rồi ok. Đây là mặt form của cái vang số này các bác này. Các bác nhìn thấy là model này, sản phẩm này. Đấy. Sản phẩm của chúng ta là mang thương hiệu là Junsao. Đấy, thương hiệu được bảo hộ độc quyền có TM đây này. Đấy. Model sản phẩm là AK8800. Đấy, mặt form này các bác nhìn này. Đấy, lát nữa em sẽ đi lắp rồi sẽ thử chất lượng âm thanh cho các bác xem. Thì em giới thiệu review thôi. Giá hiện tại của cái vang số này em đang bán cho các bác là 3,5 triệu bao ship, tặng theo dây jack tín hiệu đầy đủ. Đấy. Ở đây là cái mặt sau của sản phẩm này. Em đã test trên Hà Nội rất là ok rồi. Test thì không có quay được. Có nhiều người quá không quay được. Đây, mặt form này, có cổng cắm nguồn công tắc này, quạt gió này, RS232 sẽ mã cáp quang này. Đấy. Dân buôn nhìn phát biên luôn, dân chơi nhìn phát biên ngay đấy. Có giải mã cáp quang đấy và hai cửa in đầu vào phổ thông in 1 in 2. Có mic ra NR này, Kenter này, sub này, surround này đấy và hai cửa mic đằng sau nữa để cho các bác cắm thêm được nhiều. Trọng lượng con này rất là nặng. Nó khoảng tầm 4 đến 5 cân gì đấy. Nặng lắm. Có khi nó hơn 5 cân cơ. Con này vang là nó nặng một cách kinh khủng khiếp luôn. Thì em xem thử xem là trên thông tin nhà máy họ ghi là mấy cân mà cầm tay rất là nặng. À 3,5 cân. Đây trọng lượng đây. Trọng lượng các bác thấy đây là 3,5 cân. Đấy. Còn loại là 3,5 kg. Này là vẽ hình cái loa giống cái loa nhỉ. Vẽ hình cục đẩy, đẩy 3 kênh này vẽ có 2 kênh. Đùa. Chân gian nhỉ. Đấy. Đây các bác xem này. Đây. Hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Ít cái vang số nào mà hướng dẫn chi tiết như này. Mà quyển hướng dẫn rất là to, in chữ nó rất là nét, nó không bị nhòe nhẹt như các loại kia. Đấy. Digital Audio Pesotimax. Có ghi đây tiếng Anh không đọc quen, đọc nghe ngượng mổ lắm các bác ạ. Rồi ok, sản phẩm thì em review đến đây thôi. Chứ còn bây giờ là phải đi setup cho các bác rồi, các bác đặt hàng nhanh quá. Đấy, đang hôm trước hôm sau các bác là đặt hàng luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ đi setup cho các bác nha. Chất lượng, mức giá.
bảo hành cho các bác 1 năm, ok luôn. Hiện tại bên này em đang bán với mức giá là 3.500.000 đồng bao ship, tặng theo dép phụ kiện đầy đủ các bác nhá. Nhắc lại nhiều lần, nhiều các bác xem toàn tour thôi này, là các bác không biết được giá nó như nào thì em phải nhắc lại đến 3 đến 4 lần. Đấy rồi, ok. Hẹn các bác video sau nhé, mời các bác thử chất lượng âm thanh nó như nào.